Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình, mẹ chương trình Rom Đi Công Ly và Nhiều Ngày. Hôm nay đó là đầy 25 của bọn và cùng với các nhà về các đồng thời. Vâng, video này mình sẽ sử dụng chim hình và nam châm thôi này, và mình sẽ giúp em phải thực hiện sai các bạn nha, không chỉ biết tất cả nó có thể lên đường. Vâng, quả đầu tiên này các bạn nha. Thank you.
Oh!
viên thuốc đỏ các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn.